Thưa quý vị, một cuộc tranh cãi nhỏ đã nổ ra trong cộng đồng mạng khi những hình ảnh sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người, mà nguyên nhân được cho là lượng người đổ về đây để đón người thân và là Việt kiều về quê ăn Tết tăng cao. Trong vòng một tuần trở lại đây thì sảnh chờ của sân bay Tân Sơn Nhất đều trong tình trạng là chật kín người đến đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết cổ truyền, cao điểm nhất là vào buổi trưa hoặc là đêm. Ban quản lý sân bay cũng đã lập rào chắn và thiết kế ghế ngồi cho người đến đón. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến từ nay đến ngày 19 tháng 2, tức là ngày 15 tháng Giêng, sẽ phục vụ hơn 4 triệu lượt khách. Trung bình mỗi ngày có hơn 134.200 người đi và đến sân bay, tăng khoảng 17.500 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhiều cư dân mạng, thì nguyên nhân dẫn đến cảnh chen chúc tại sân bay những ngày giáp Tết là do tình trạng 10 người đón một. Nên hay không nên có những cảnh đón rước đông người như thế này? Cư dân mạng cũng đã thể hiện nhiều ý kiến. Tôi cũng chứng kiến cảnh này nhiều lần. Có gia đình như đi cắm trại, mang theo cả túi ngủ, thùng đá, cà phê, thức ăn, ngồi nhau nhóc ở sân bay, vừa mất mỹ quan, vừa khổ sở. Cảnh này tưởng chỉ có trong quá khứ cách đây mười mấy, 20 năm về trước thôi. Mình không nghĩ là bây giờ vẫn còn những hình ảnh như thế này. Thời buổi công nghệ giờ dù ở xa đến đâu cũng có thể video call gặp nhau trò chuyện mỗi ngày. Thế mà vẫn còn tình trạng cả đại gia đình, mấy mươi người rông rắn dẫn nhau ra tận sân bay để đón người thân, tự mình làm khổ mình vậy trời. Họ về quê Việt Nam đón Tết với họ hàng người thân thì chắc chắn họ sẽ về nhà, chứ đâu phải quá cảnh qua Tân Sơn Nhất rồi bay đi tiếp đâu mà phải ra sân bay để gặp. Cứ đợi ở nhà cũng sẽ gặp, tôi nghĩ có gì ở đằng sau đó. Tình cảm của người Việt thật chân quý, có người lặn lội từ các tỉnh xa mang theo em bé, người già. Nhưng thấy có gì đó không ổn khi thấy cảnh sinh hoạt ở sân bay của những người đưa đón này. Có khi đón một người mà thuê nguyên xe 30 người. Mong người thân yêu thì ít, chờ lì xì thì nhiều, nên chen chúc vạ vật là phải. Một vài người đi đón thôi, ở nhà chuẩn bị đón tiếp người thân thật ân cần chu đáo cũng sẽ đâu vào đấy, đỡ gây kẹt xe chật sảnh phi trường. Sợ nhất cảnh này, mỗi khi mình về toàn ra cổng mồi điếu thuốc xong tàn tàn đi bộ qua sảnh nội địa, ngồi làm ly cà phê xong đi taxi về luôn. Cả nhà không ai hay biết gì, sợ nhất bên sảnh quốc tế, các ông taxi trèo kéo nhức đầu. Tình cảm lắm nhưng em nói thật, ngày trước em cũng Việt kiều về thăm nhà bà con gia đình, ra đón nhìn thấy em vừa mừng vừa tủi mà khóc. Mừng vì tình cảm quê hương, nhưng buồn vì đi làm xa quê, cố gắng lắm mới về nước mà chẳng có nhiều tiền mua quà cho người thân bà con. Những lần sau về, em chỉ nói khoảng thời gian về, còn ngày về không cụ thể. Khi xuống sân bay mới gọi cho gia đình là về, rồi lên taxi về nhà. Theo tôi, nhà ga sân bay nên thu phí để hạn chế người đi đưa đón như thế này. Ai đời một người đi về mà cả đoàn người đi theo, mở rộng thêm 8 lần thì cũng kẹt mà thôi.